Lần đầu gặp mặt, Mai ngỡ ngàng khi đối tượng là một thanh niên mặt búng da sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em. Mai quen Quân trên một trang web hò hẹn online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích. Trần Ngọc Mai, viết lách tự do, sinh năm 1986, tuổi Dần, ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô. 3 ngày sau khi đăng 2 câu giới thiệu ấy, Mai nhận được rất nhiều thư, nhưng cô khá ấn tượng. Trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail, Nguyễn Đăng Quân, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo là chú của cọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô. Đọc email, Mai khinh khỉnh, nhỏ hơn 1 tuổi à, cũng không đến nỗi. Thế nhưng, Quân chỉ mới hơn 20 xuân xanh, thua Mai 13 tuổi, vẫn đang học đại học. Cũng là mèo nhưng đi sau Mai hơn 1 con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hans, quán cà phê yêu thích của Mai, nhìn khuôn mặt búng da sữa của Quân, Mai suýt té ghế. Em chiếu tôi đấy à? Mai gằn giọng. Quân tỉnh queo. Ban đầu định là vậy, nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ. Mai xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngó lại. Thế nhưng, Quân không dễ bảo như Mai nghĩ. 1 tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Quân xuất hiện trước mặt Mai, cũng tại Hans, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc húi cua, hàm râu quai nón gọn gàng, vóc dáng cao ráo săn chắc, nổi bật trong chiếc áo bôn màu đỏ vang và quần bò bạc thết. Trước ánh mắt sững sờ của Mai, Quân nhe răng. Sao? Bây giờ tôi xưng anh với Mai được chưa? Mai tự rủa xả mình, sao lại tiết lộ quán cà phê Hans và cả thói quen ngồi đồng ở đây để Quân biết đường mò đến. Cô đốt chát ngay. Trừ khi em tẩy được cả giấy khai sinh. Giấy tờ không quan trọng, một người làm việc tự do, chẳng bao giờ ký hợp đồng như em hẳn phải hiểu điều đây chứ. Quân đốt chát lại. Nhưng như vậy không có nghĩa em có thể lớn lên bằng tôi. Mai phản bác. Quân gân cổ cãi. Cũng không có nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thì em cứ xem anh như là một con mèo, còn em là một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không? Chị không dành để chơi với em, nhóc à. Vậy có dành để yêu không? Không, chỉ dành để cưới thôi. Quân im lặng, Mai vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong bụng hò reo chiến thắng. Đàn ông nào cũng vậy, nghe đám cưới là rụt vòi, huống chi Quân chỉ mới hơn 20 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình, Mai cũng thấy tiếc cậu chàng đẹp trai này, nhưng giá như là 20 nhân thêm cho 2 nữa, thì còn có cơ may. Đột ngột, Quân lên tiếng. Em hứa đấy nhá, dành để cưới, ghi cho anh địa chỉ nhà em, mai anh sang nhà hỏi cưới. Mai xa sầm nét mặt. Đùa đùa rồi, cậu làm tôi bực rồi đấy. Quân vẫn kiên nhẫn. Người ta bảo, con gái tuổi Dần thường muộn chồng, nếu lấy chồng sớm, thế nào cũng quá muộn. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết. Mai bật cười, không thể nghĩ ra thêm lý do để xua đuổi con mèo si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau. Một ngày mưa, Mai nằm cuộn tròn tấm chăn mỏng, gối đầu lên ngực Quân, thì thầm. Em muốn sinh con. Quân ngái ngủ. Bao giờ? Ngay bây giờ, em muốn không dùng bao cao su. Quân giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to. Em đùa à? Không, em nói thật, em đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con. Quân im lặng, Mai lại tiếc. Anh không cần lo, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên chỉ muốn sinh con, chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếu thích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em chẳng mang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu. Quân vẫn im lặng, chắc lại sóc vùng ra khỏi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả, ôi đàn ông. Mai nghĩ một cách ca thán, trải qua vài 3 mối tình, Mai không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Quân. Những người tình trước của cô có say đắm đến mấy, cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con. Quân bước ra khỏi chăn thật, nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác. Anh lặng lẽ rít thuốc hồi lâu rồi bảo, mình cưới nhá. Mai tưởng mình nghe lầm, sao? Quân quay lại nhìn cô, cười dịu dàng. Đám cưới. Anh nói là mình làm đám cưới. Đến lượt Mai im lặng, cô chưa lường trước tình huống này. Nhìn vẻ mặt của Quân, Mai biết anh không đùa. Mai khinh khỉnh. Anh không cần vì đứa con mà cưới cả con vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Quân bật cười, dụi đầu vào ngực Mai. Anh không vì đứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợp thức hóa mong ước sinh con của em. Không được sao? Bỏ quách cái chủ nghĩa độc thân của em đi. Cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúng nghĩa rồi đấy cưng. Và rồi anh hôn cô thật nồng nàn. Quân
Quân nói là làm, nên ngay tuần sau, anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Quân mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Quân đón Mai bằng ánh mắt sắc sảo pha chút lạnh lùng. Quân vẫn còn trẻ, chỉ mới hơn 22 tuổi, chưa đến lúc lập gia đình. Bà tự hỏi ở cô gái này, có điều gì khiến con trai mình say mê đến vậy? Mai rợn người khi mẹ Quân đưa mắt chiếu tướng cô từ đầu đến chân mình. Cô chưa từng biết sợ ai hay điều gì nhưng giờ đây, tim cô đang đập mạnh. Rõ ràng, mẹ Quân không như những trở ngại mà Mai từng đối đầu. Sau mấy phút căng thẳng, bà tằng hắng hỏi. Cháu là người ở đâu? Dạ, cháu sinh ra ở Sài Gòn, nhưng cả nhà cháu đã qua Mỹ định cư. Chỉ còn mình cháu ở đây thôi ạ. Sao cháu không đi theo họ? Dạ, tại vì cháu thích ở Việt Nam. Mai đáp hơi miễn cưỡng, không lý nào lại nói với mẹ chồng tương lai rằng mình ở Việt Nam vì mối tình đầu với một anh chàng kiến trúc sư. Cháu bao tuổi rồi? Mai lúng túng, yêu Quân đã hơn năm, nhưng cô vẫn ngại khi thú nhận với ai đó rằng cô hơn anh 13 tuổi, dù là sau khi Quân nỗ lực thay đổi ngoại hình, trông cô chẳng đến nỗi già hơn anh. Ngay lập tức, Quân đỡ lời cho người yêu. Dạ, cô ấy tuổi dần ạ. Gương mặt mẹ Quân bỗng biến sắc, bà gằn giọng. Tuổi dần thì không được, không cưới xin gì cả. Quân thẳng thốt. Sao vậy mẹ? Sao chăng gì? Con gái tuổi dần lấy chồng sớm có số sát phu, con thừa biết mà. Trời ơi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn, sao mẹ tin được? Không vớ vẩn, nếu muốn, hai đứa chờ 10 năm sau, bước qua tuổi 30 rồi cưới. Mẹ Quân nói với giọng đắc thắng, bà thừa biết, chẳng đứa con gái nào chịu điều kiện vô lý này. Quân cũng đắc thắng đáp ngay mà quên mất điều mình đang cố giấu. Cô ấy đã qua 30 rồi mẹ ơi. Nhìn đôi mắt mở to của mẹ Quân lúc ấy, Mai rên thầm trong bụng. Thôi xong rồi. Sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình của họ. Mẹ Quân kiên quyết phản đối, thậm chí lấy cái chết để hù dọa. Quân cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích. Sợ Mai buồn, anh khuyên cô kiên nhẫn cho anh thêm thời gian. Trước mặt Quân, Mai luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng đêm về. Cô ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi, từ sau mối tình đầu tan vỡ, cũng bởi định kiến tuổi dần, Mai mới khóc vì một người đàn ông. Nửa năm sau, mẹ Quân tìm gặp Mai. Cô hẹn bà ở Hans vào ngày 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên đán của Hans. Năm nào cũng vậy, Hans luôn đóng cửa vào 28 Tết và khai trương lại vào mùng 4. Mai vẫn còn nhớ ngày đầu tiên, mình lồng tay vào tay Quân cũng là 28 Tết. Hans nằm cuối một con hẻm nhỏ yên tĩnh, giữa trung tâm thành phố sầm uất. Người không biết, khó có thể tìm ra Hans giữa những con đường ngoằn ngoèo và chi chít như bàn cờ. Hans nhỏ có chưa đến 5 cái bàn, nhưng nhờ vậy mà tuyệt đối yên tĩnh. Mai vẫn thường một mình đến Hans với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ và gõ lóc cóc viết bài. Và giờ đây, cô cũng đang ngồi ở chiếc bàn ấy, đối diện với mẹ Quân. Mẹ Quân mở đầu chuyện một cách nhẹ nhàng. Cháu có thật sự muốn làm con dâu của bác không? Mai im lặng, cân nhắc hồi lâu và khẽ đáp. Cháu thật sự muốn làm vợ Quân và cháu mong bác đồng ý. Vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà hỏi. Cháu nghĩ Quân muốn cưới cháu vì điều gì? Mai im lặng, cô muốn trả lời vì tình yêu, nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời. Mẹ Quân mỉm cười ý nhị. Cháu không đủ can đảm để trả lời vì tình yêu, đúng không? Mai mím chặt môi. Bác muốn nói gì? Mẹ Quân vẫn điềm tĩnh. Bác muốn cháu chủ động rời xa Quân trong một năm, không liên lạc và không giải thích bất kỳ điều gì cả. Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng chờ cháu quay về. Khi ấy, bác sẽ không phản đối chuyện đám cưới nữa. Còn ngược lại, tình cảm hiện giờ nó dành cho cháu chỉ là đam mê nhất thời và hai đứa nên kết thúc. Bác cũng đang thắc mắc liệu cháu có thật sự tin là Quân yêu mình không hay chỉ đang say mê một phụ nữ từng trải và có chút nhan sắc. Sao? Cháu có tự tin để thử không? Bằng những nhận xét tinh tế của mình, bà thừa hiểu Mai là cô gái ngang tàng và có lòng tự tôn rất cao. Bà biết mình đã đánh trúng đòn và chắc chắn Mai sẽ đồng ý. Một cách chậm chạp, Mai khẳng định lại điều bà đang nghĩ. Quyết định như vậy, bác nhé. Rồi một năm trôi qua, Mai đang ngồi trên taxi đến Hans. Cây kim giờ trên tay của cô đang nhích dần đến số 11. Đêm đã khuya, nhưng Sài Gòn vẫn chưa muốn ngủ. Hôm nay là 28 Tết, lại là ngày 28, không biết nên yêu thương hay nguyền rủa nó đây, Mai vừa nghĩ vừa nhìn mông lung. Không khí hội hè phủ khắp nơi, nhưng lòng Mai trống rỗng.
cô vừa mong gặp lại Quân, vừa sợ mình sẽ thất vọng. Một năm qua, giữ đúng lời hứa với mẹ Quân, Mai bẻ sim điện thoại, thay đổi chỗ ở, không đến Hans và bất cứ nơi nào khác mà Quân có thể tìm đến. Cô vác ba lô đi khắp nơi, từ Đà Lạt, Nha Trang đến Hà Nội, Sapa. Cô đi vừa để viết bài, vừa để quên đi nỗi cô đơn đang giày vò mình. Mai biết ở Sài Gòn, Quân đang điên cuồng tìm cô. Mai đau lòng khi nghĩ đến gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu của anh. Ngày nào Quân cũng gửi email cho Mai với lời van xin tha thiết. Mai, em đang ở đâu? Đừng tránh mặt anh nữa. Mai đọc hết, biết hết nhưng im lặng. Cô chỉ biết động viên chính mình, đánh dấu chéo và quyền lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua. Đã có lúc Mai tưởng mình bỏ cuộc khi những lá email của Quân thưa dần rồi mất hẳn. Thỉnh thoảng, Quân lại khoe những tấm ảnh anh chụp khi đi du lịch đâu đó, vây quanh anh, luôn có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Hình ảnh đó làm Mai vừa ghen, vừa có cảm tưởng như đã bị xóa sổ khỏi cuộc đời của Quân. Những lúc ấy, Mai ngồi lặng câm trước laptop và nhếch mép lắc đầu. Đàn ông. Nhưng nước mắt lại lăn trên má cô nóng hổi. Mai quyệt đi ngay, dù gì, đây cũng không phải lần đầu tiên cô không được quyền lựa chọn. Là con gái tuổi Dần, Mai đã khá quen với điều này. Người tình đầu của Mai cũng đã không thể vượt qua định kiến của gia đình để rồi bỏ rơi cô chỉ vì hai chữ tuổi Dần. Với những người tình sau, Mai chẳng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào họ, rồi cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng lần này khác, Mai biết mình yêu Quân, yêu thật sự, kể từ sau mối tình đầu nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Máy bay bà già thì đã sao, tuổi Dần thì đã sao? Chẳng lẽ cô không được quyền yêu như bao người phụ nữ khác? Và Mai vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, vẫn đánh dấu chéo vào quyền lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua, cô chờ ngày được gặp lại Quân. Chiếc taxi đỗ xịch trước con hẻm nhỏ, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mai. Cô thanh toán cước phí, rồi lặng lẽ gõ chân trên con đường lồi lõm quen thuộc. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm 28 Tết và cô đang đến Hans. Nếu thật sự yêu và còn nhớ Mai, Quân chắc chắn đang đợi cô ở Hans, ít nhất là qua 12 giờ đêm nay. Hans không khác một năm trước là mấy, vẫn một mảng tường trắng, in đầy những dấu tay bằng sơn đủ màu của các vị khách, vẫn những chiếc bàn gỗ mộc mạc được lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng, vẫn những cây mai già nhỏ xíu đặt trên bàn và những phong bao lì xì đỏ, đính lục lạc đong đưa reo vui bên ô cửa sổ. Mai đưa mắt tìm kiếm chiếc bàn kê sát ô cửa sổ, tim cô như rơi tõm xuống, chiếc bàn trống không. Mai đưa mắt nhìn quanh, Hans vẫn còn lác đác dăm vị khách, nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn tìm. Mai tưởng như mình không đứng vững, một cơn khó thở dâng lên khiến tim Mai đau thắt. Cô ôm lấy lồng ngực, lê chân khó nhọc về phía chiếc bàn quen thuộc, rồi gọi một ly mocha, mọi vật trước mắt cô nhòe đi. Mai biết mình đang khóc, cô quệt nước mắt và cố gượng cười với cô phục vụ, nhưng nụ cười của cô phản chiếu xuống vệt nước trên mặt bàn, trông méo mó và thảm hại như nụ cười của anh hề khi rạp xiếc vắng khách. Cô phục vụ ái ngại hỏi, chị không sao chứ? Mai lắc đầu, cố pha trò. Không, chỉ là tôi có hẹn một người quan trọng nhưng lại bị cho leo cây. Cô phục vụ cợt vỗ tay lên trán. À, thì ra là chị. Cô gái lấy ra từ trong túi một chiếc máy megapixel 3 và bảo. Sáng nay, có một anh chàng cũng nói câu tương tự như chị vậy. Anh ấy nhờ tôi trao lại thứ này cho cô gái nào ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ và cũng bị người ta cho leo cây. Mai đón chiếc máy từ tay cô phục vụ, tim cô đập mạnh liên hồi. Tay run run, cô gắn tai nghe và nhấn nút play. Giọng Quân vang lên trầm ấm như đang ở thật gần. Em đang khóc vì anh đã không đến, có phải không? Anh đã chờ em suốt một năm qua ở Hans và lần nào anh cũng thất vọng ra về. Anh liên lạc với em bằng mọi cách nhưng vô ích. Anh biết, em vẫn quan sát anh từng ngày. Anh van xin em rồi khiêu khích em để em xuất hiện, nhưng tất cả đều công cốc. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai để em phải xa lánh anh như vậy. Sáng nay, anh đến Hans từ rất sớm, ngồi chờ em đến tận trưa. Em vẫn mất hút, anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Khi em nghe được những lời này, anh đã ngồi trên máy bay sang Pháp. Anh sẽ làm việc ở đó trong 3 năm và có thể lâu hơn. Có lẽ chúng ta không còn gặp lại nhau. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc. Những lời cuối của Quân làm mắt cô nhòe đi. Hai tay Mai lùng bùng, cô ngồi phỗng như tượng, rồi đột ngột đứng bật dậy. Không thể như thế, mình phải ra sân bay. Mai hốt hoảng vùng chạy, cô va mạnh vào chiếc bàn và đánh đổ ly mocha. Dòng cà phê nóng rẫy đổ trên tay cô, nhưng Mai không quan tâm. Cô lính quính chạy đi, nhưng vấp phải chiếc ghế và ngã sõng xoài.
Mình và Quân không thể kết thúc như vậy, không thể. Mai gào khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy và ôm siết cô vào lòng. Mùi da thịt quen thuộc khiến Mai như bừng tỉnh. Trước khi Mai kịp nhận biết điều gì đang xảy ra, một nụ hôn nồng nàn gắn chặt lên môi cô và giọng Quân thầm thì. Em là cọp mà sao mít ớt thế, anh mới chưa một tí đã khóc, vậy mà nỡ bỏ anh đi suốt một năm trời. Mai lắp bắp. Anh, không phải là anh. Quân mỉm cười dịu dàng. Anh chẳng đi đâu cả, có đi cũng phải tha con cọp này cùng đi. Anh chờ em ở đây suốt một năm qua, em ác lắm, thỏa thuận với mẹ mà chẳng nói với anh câu nào. Anh biết hết rồi sao? Sáng nay, mẹ đã kể hết cho anh nghe và dặn anh phải đến đây đón em. Mẹ biết chúng ta yêu thương nhau thật lòng nên không phản đối nữa. Về nhà thôi em, mẹ đã làm thức ăn khuya, chờ con dâu tương lai về đó. Mai cứ tưởng như mình đang mơ, cô khẽ rụi đầu vào ngực Quân, miệng cười mà mắt đỏ hoe. Những bao lì xì đỏ đính lục lạc đang đong đưa reo vui như chia sẻ niềm hạnh phúc cùng họ. Mùa xuân đã ở khắp mọi nơi. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Đừng quên ấn like và subscribe kênh để được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.